Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về son YSL. Đây là bộ sưu tập Kitchen Love gồm có 4 màu chủ đạo và một màu dành riêng cho Sephora. Màu đầu tiên mình đang sử dụng là màu 70 Le Nude. Màu này rất dễ sử dụng, có thể dùng đi học, đi làm hoặc là đi tiệc. Đây là màu mình thích nhất. Màu này mình thường dùng để đi học. Còn cách thứ hai là đánh mắt khói, thì cái này thì khỏi phải chê. Đây là màu thứ hai. Màu thứ hai là màu 13, đây là màu đỏ cam. Màu này thích hợp với đi chơi hoặc là những ai đang tâm trạng buồn buồn thì mình cứ đánh lên cho tâm trạng nó đổi mới một chút. Dòng son này thì chất son mượt, mùi thơm nhẹ và không làm khô môi. Nói chung thì son bám có vẻ tương đối lâu, nhưng là vì dạng son bóng cho nên ăn uống nó sẽ dây ra. Mình rất thích dòng son này về màu sắc cũng như về độ lên màu của nó. Đây là một trong những dòng son mình yêu thích nhất. Nói như vậy không phải là mình không thích những dòng son khác đâu. Mình cũng thích, nhưng mà phải có cái thích hơn chứ phải không? Màu thứ 3 là màu số 17, là Fuchsia. Đây là màu hồng cánh sen, rất nổi, thích hợp cho việc đi chơi hoặc là tiệc tùng. Mình có để một cái hình để giới thiệu. Đây là cái hình mình mở lúc khai trương. Thì mình không hiểu sao mình lại mặc được cái áo dài màu vàng với môi cánh sen như vậy nữa. Bây giờ thì hối hận quá. Và trước khi qua cây son thứ tư thì mình muốn nhắn luôn thể lệ để nhận được một trong hai cây son là các bạn phải subscribe for channel và comment cây son nào bạn thích nhất ở dưới nha. Cây son của bạn thôi chứ không nhất thiết phải là son YSL đâu. Rồi, và đây là cây son màu đỏ, cây son 01 Le Rouge. Đây là màu mình rất là thích tại vì lúc mình đánh lên thì làm cho khuôn mặt như là bừng sáng, rất là tôn màu da. Thêm nữa, hình như mình nghĩ trong màu đỏ này nó có pha thêm màu xanh, nên lúc đánh lên thì răng cảm thấy giác rất là trắng. Cũng chính vì vậy mà một trong những lý do mà mình sử dụng màu này hôm Tết vừa rồi để mặc áo dài và lên nhìn rất là tự nhiên. Xong rồi, bây giờ thì lại chùi nữa. Bắt đầu e môi rồi. Rồi, đây là cây son cuối cùng. Đây là cây son màu 71. Cái này thì là màu đỏ đen. Màu này chỉ thiết kế riêng dành cho Sephora. Những ai là thành viên mua nhiều thì mới mực mua màu này. Vì đây là màu đậm nhất nên nó cũng là màu lâu trôi nhất. Nhưng khi đánh lên thì nhìn có vẻ sang hẳn ra. Cái này kết hợp cho việc đi tiệc tối hoặc là trang điểm một phong cách sang trọng. Màu này cũng như màu đỏ thì mình có cảm giác nó cũng làm cho răng mình trắng lên và da vẫn sáng hơn. Đây là 5 màu mà mình đã swatch. À, chút xíu nữa thì quên, màu mình tặng cho các bạn là màu 71 như hình. Rồi, bây giờ thì bye nha, tạm biệt các bạn.